Chào các bạn. Ngày hôm nay mình đang có mặt ở trường đại học RMIT. Và ngày hôm nay mình sẽ làm điều gì? Ngày hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi một tour ở trong cái trường này để xem là người ta có cái trường gọi là campus đại học trong huyền thoại nó như thế nào. Tại vì có rất là nhiều bạn nói rằng trường RMIT đẹp lắm, rất là hay, rất là thích, dành cho con nhà giàu không. Thế cho nên là mình sẽ ngày hôm nay đi xem là ở trường RMIT có những cái gì mà hay ho đến như thế. Bình thường khi mà mình đến những trường đại học của Việt Nam đó, thì mình thấy nói chung là một cái campus tức là một khu trường đại học đó. Thì mình nói campus thì xin lỗi các bạn, trong video này mình sẽ nói rất là nhiều từ campus. Thế nhưng mà từ campus có nghĩa là trường đại học. Thì một cái campus trường đại học của Việt Nam người ta sẽ tương đối là cơ bản với những phòng học rất là bình thường thôi. Mình đến thì mình thấy có vẻ là như vậy. Tuy nhiên trường RMIT nghe giang hồ đồn là rất hiện đại, rất là nhiều thứ máy móc tối tân các thứ. Nó là một campus trong mơ của tất cả các bạn sinh viên. Bởi vậy cho nên là ngày hôm nay chúng mình sẽ khám phá xem cái sự trong mơ đó nó như thế nào. Bây giờ thì chúng mình đi vào trong xem có những cái gì nhá. Khi mà bước vào trong ấy, thì mình sẽ nhìn thấy toàn cảnh của ngôi trường. Thực ra cũng không phải là toàn cảnh lắm đâu, tại vì mọi thứ nó rất là lớn. Mình thực sự không biết đứng ở cái góc nào để có thể quay cho các bạn được thấy tất cả cái khuôn viên của cái trường đại học này, tại vì nó rất rộng. Thực sự bây giờ mình cũng không biết là nên bắt đầu đi từ đâu. Thế nhưng mà ngày hôm nay mình sẽ cố gắng hết sức để có thể đóng vai một sinh viên RMIT, đưa các bạn đi xem là trong trường RMIT ở thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ có những cái gì. Ở đây mình tin rằng đây là cái gọi là main entrance, tức là cổng chính. Mình tin rằng đây đang trong một cái đợt sự kiện. Đây, vào đây là phải nói nhỏ hẳn, không có mọi người sẽ cảm thấy rất là ồn ào ở trong này. Ở trong này thì rất là yên tĩnh, tách biệt với thế giới bên ngoài. Ở đây có những cái... Ở đây thì có những cái... À, ở đây có một cái màn hình trưng bày, đây là tác phẩm của sinh viên. Không chạm được, không phải cảm hứng. Có những cái chữ ghép vào với nhau như thế này. Thì đây là chữ không, mình không đọc được. Đây không phải là chữ gì cả. Mình đi vào trong nhé. Thì khi mà đi vào trong thì các bạn có thể thấy một cái màu đỏ rất là RMIT đúng không? Các bạn sinh viên đang nhìn mình rất nhiều. Chào các bạn. Đây là những bạn sinh viên đang chăm chú học tập. Kia là một bạn sinh viên giống như mình ngày xưa. Đây mới chính là mình. Trời, đi học. Ở xung quanh trường thì trưng bày rất là nhiều những cái portfolio, những cái tác phẩm của các bạn sinh viên. Cảm giác đúng như là bước vào một trường design luôn. Ngày xưa mình đi học đại học cũng là học một trường nghệ thuật. Bởi vậy cho nên bước vào trường một cái là cảm thấy màu sắc và cảm thấy sáng tạo ngay. Tại vì người ta trưng bày tác phẩm của sinh viên rất là nhiều. Những cái hoạt động của sinh viên được tham gia. Theo mình thì sinh viên phải được như vậy này, chứ không chỉ ngồi một chỗ và đọc và chép. Đã là sinh viên là phải được bày tỏ ý kiến, là phải được sáng tạo ra những cái tác phẩm của mình. Và những tác phẩm ấy cần phải được đến với mọi người. Ở đây thì có một cuốn sách gọi là What's Minimalism. Đây là bài tập làm một cái tạp chí về lối sống, chiến dịch về sống xanh, thay đổi bao bì ớt. Người quen. Quen quá. Rất là tốt khi mà các bạn có thể làm tất cả những cái dự án này và các bạn có thể đưa những dự án này ra cho khán giả của mình, chính là những sinh viên tương lai, các thầy cô và những người đi vào đây. Bây giờ thì chúng mình sẽ rời khỏi cái hô main hô chính để chúng mình đến với lầu 5. Lầu 5 là nơi mà lớp học của các bạn học thiết kế truyền thông. Wow, rất là sáng tạo. Ở đây có 1000 tấm hình. Mình nghĩ đây là một bạn học photography, tức là học nhiếp ảnh. Xem nào. Đúng, bạn ấy học nhiếp ảnh, bạn ấy chụp ra tất cả những cái tấm hình này, sau đó thì ghép lại thành một cái bảng rất là đẹp, nhiều màu sắc, các cái đường nét nó được sắp xếp với nhau. Ngày xưa mình học ở trường mình cũng thế, học trường đại học ở bên Anh nhá, có những cái tác phẩm được treo rất là nhiều và rất là đa dạng, phong phú, nhìn chỗ nào cũng đầy màu sắc. Hình như đây là một cái hàng tháng mindfulness and relaxation, tức là sinh viên thì sẽ bị burnout giống như mình hiện nay đang bị việc đè, và các bạn có thể đến với những session đó để người ta
hướng dẫn cho các bạn cách chăm sóc sức khỏe của bản thân, làm sao để không bị ảnh hưởng bởi căng thẳng, stress, lo âu. Đấy mình nghĩ cũng là một điểm rất là mạnh của trường, tại vì không phải trường đại học nào cũng chú trọng vào việc chăm sóc sinh viên và chăm sóc sức khỏe tâm lý của sinh viên. Mình nghĩ nếu mà các bạn đi học đại học và các bạn có cơ hội được đến với những sự trợ giúp về mặt tâm lý thì nó cũng rất là tốt, tại vì khi mà các bạn học đại học là một điều khó khăn, các bạn sẽ gặp những khó khăn về mặt tâm lý mà người ta giúp các bạn thì rất là tốt. Ok, chúng mình đã lên đến lầu 5 rồi. Wow. Một yếu tố nữa mà mình tìm kiếm ở một trường đại học tốt là một cái campus phải có những cái khu mà các bạn có thể tự do ngồi để học nhóm. Các bạn phải có nhiều cơ hội để ngồi ở đây, ngồi ở kia. Không nhất thiết là tất cả các bạn mỗi khi mà vào học thì phải dồn hết lại một phòng ngồi với nhau. Nó sẽ rất là tù túng. Mà nếu rải rác ở trong khuôn viên của trường, các bạn có những chiếc bàn như thế này để các bạn có thể ngồi và làm việc nhóm với nhau. Ngược lại, cũng sẽ cần phải có những nơi mà các bạn ngồi được riêng tư. Thì cái đó là một điểm mạnh rất lớn mà theo mình là mình tìm kiếm ở một khuôn viên trường đại học. Bản thân mình khi mà đi xem văn phòng Google thì mình cũng đã gặp rất là nhiều không gian để mọi người có thể ngồi chung cũng như là ngồi riêng mà không bị ai quấy rầy cả. Bởi vậy mình nghĩ là một cái không gian như vậy thì là một không gian cần thiết cho việc suy nghĩ, việc làm việc và việc đặc biệt là sáng tạo, đúng không? Đúng, thực sự là đúng tiêu chuẩn quốc tế đó các bạn. Không thua gì trường ngày xưa mình đi học ở bên Anh cả. Ở ngoài này thì có những cái máy tính, mình nghĩ là các bạn có thể sử dụng vô tư. Toàn là iMac rất xịn, đúng không? Bây giờ chúng mình sẽ vào một cái lớp học để mình xem phía trong lớp học có những gì. Các bạn đang học ở trong, mình không muốn làm phiền các bạn. Mình vào phòng trống đi, tránh làm phiền các bạn. Phòng này cũng không trống, không có phòng trống. Đây là gọi là cái Mac Lab, tức là một tên gọi sang trọng hơn của phòng máy tính. Chúng mình vào phòng máy tính để xem là ở trong này thì rất là xịn, toàn là iMac thôi. Ngày xưa trường mình ở bên Anh không có nhiều iMac cỡ này. Ở trong thư viện chỉ có một vài cái iMac thôi. Bây giờ chúng mình sẽ thử xem là cái iMac này có mạnh không, có thiết kế được không. Xem nào. Máy là máy 2019 Retina nha các bạn. Wow, xịn quá. Core i9. Mình thì mình cũng không dành lắm về, mình cũng hơi low tech, mình chỉ biết là nói chung là mấy cái số này mình biết này, Retina mình biết là xịn này, 3.6 mình biết là xịn này, Core i9 mình biết là xịn này. Mình biết những cái chỉ số như vậy. Thì có lẽ là trong một cái phòng máy tính mà các bạn có những cái máy xịn như thế này để thiết kế là rất sướng đấy các bạn ạ. Rất sướng đấy. Ok, bây giờ thì mình đã lock out rồi. Bây giờ chúng mình sẽ tiếp tục đi xuống lầu 3 để xem phòng học khác. Ok, đóng cửa lại cho các bạn ở trong phòng máy tính yên tĩnh làm việc. Lưu ý với các bạn một chút là không phải là cứ tới trường đại học của người ta quay phim chụp hình xong rồi nói ngang nói dọc là được đâu. Các bạn sẽ phải có xin phép nha, xin phép quay phim. Bởi vậy cho nên là ngày hôm nay mới có cái tour này cho các bạn nè. Bây giờ chúng mình sẽ đi đến một cái phòng rất lạ, gọi là phòng chứng khoán. Trường đại học mà có phòng chứng khoán. Cái này là mới, cái này mới, mình chưa từng thấy. Ok, bây giờ chúng mình cứ vào cái phòng chứng khoán đã nhá, để xem là phòng chứng khoán là như thế nào. Mình có viết gì về chứng khoán hay không? Không. Nhưng mà thôi cứ thử ngó xem và sinh viên ở đây có thể chơi chứng khoán như thế nào. Là sao? Tức là sinh viên ở đây học về chứng khoán ở trong phòng chứng khoán hay là chơi chứng khoán ở trong phòng chứng khoán? Thế mình năm nay gần 30 tuổi rồi còn chưa biết gì về chứng khoán. Ok, đến phòng chứng khoán thì đã thấy những tỷ phú tương lai đang ngồi bàn chuyện ở trong này rồi. Mình sẽ chỉ ngó vào trong thôi. Mình rất ngại vào trong và làm phiền các bạn. Thế nhưng mà ở bên trong thì nó cũng có những cái máy tính. Máy tính ở trong này thì không phải là máy tính thiết kế. Mấy bạn đang vẫy mình. Chào các tỷ phú tương lai. Có những cái số liệu rất là phức tạp ở trên máy tính của các bạn. Máy tính này thì có lẽ là nó giống như là trên những cái phim mà giải cứu thế giới ấy. Các bạn thấy không bao giờ thấy những người mà kiểu như thiên tài coding mà đang đánh những cái code mà hack vào hệ thống của chính phủ các thứ mà người ta dùng
đồ Apple phải không? Người ta sẽ dùng những cái dàn máy tính kiểu PC ấy, kiểu đen kịt, xong người ta đánh bạch ở trên mấy cái bàn phím dày cui như này, xong người ta bật đánh toàn cốt, xong người ta cứu thế giới, xong người ta hack được 1 tỷ đô. Mình có cảm giác như vậy với chiếc phòng này. Ok, nếu mà cho mình đi học lại thì mình cũng thích học ở một ngôi trường như thế này. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi xuống và chúng mình sẽ đi sang một tòa nhà khác. Ở tòa nhà khác thì sẽ có thư viện, mình muốn xem thư viện này. Và có một cái nơi để giúp đỡ sinh viên mới, tức là sinh viên mới có thể đến với cái phòng đó và hỏi tất cả các thông tin mà các bạn ấy cần. À, mình có biết đường không? Chắc là mình không biết đường rồi. Mình biết là các bạn đến giờ này thì các bạn đang tự hỏi là tại sao bà này ở đâu ra mà bà biết là bây giờ đi qua phòng nào. Thực ra là mình có một bạn dẫn đi. Tại vì mình đăng ký quay phim ở đây cho nên là có một bạn dẫn mình đi, bạn ấy chỉ không lên camera thôi. Ở đây cảm giác rất nhiều người quen. Vì ai cũng chào mình. Bây giờ chúng mình đã đến với tòa nhà ấy. Ở đây thì mình có một cái biển chỉ đường. Đây là đi theo hướng digital film and video. Biết đâu ngày hôm nay mình đi theo hướng này mình lại học được một chút gì đó về digital film and video mà mình chưa biết. Mình cũng chưa có bất cứ một trường lớp nào dạy về video và làm phim này. Nhưng mà ngày xưa đi học đại học mình học thời trang mà. Mình học chung trường với các bạn học cái ngành làm phim, đạo diễn phim. Thấy các bạn vui lắm. Các bạn nhờ mình đóng phim cho các bạn làm bài à, rất là vui. Ok, đây là Digital Film and Video. Đây là một cái showcase, triển lãm student work. Đây là sinh viên làm á hả? Đây là một bạn học sinh làm cho 12 tuần. Trời ơi! À, chị đưa tay đây, đưa cái tay cầm. Yeah. Tay cầm? Dạ, đây, đây. Yeah. Cái nút này nếu mà chị ấn giữ thì nó sẽ hiện ra một cái đường, thì chị thả ra là nó sẽ di chuyển. Ôi dồi ôi, chóng mặt quá. Sao mình lại đang trượt xuống cái cầu thang? Yeah. Thì chị có thể từ từ, ok. Bây giờ mình sẽ lên cái cửa, các bạn nhìn thấy những gì mình nhìn thấy ở trên cái màn hình đúng không? Chị chỉ cái nút như hợp, chị sẽ đi qua một cái nơi khác. Con tuyết. Đây là cái dòng cuối cùng á, tại có mấy bạn chơi trước mà. Để em mở một cái game. À đây là game hả? Tức là bạn này bạn ấy học về thiết kế 3D hay là bạn ấy thiết kế game? Dạ học cái này là cái lớp mà 3D Access, có nghĩa là thiết kế đồ họa game á. Thiết kế đồ họa game. Dạ. Wow. Sinh viên năm mấy vậy em? Dạ cái này là học sinh năm nhất của ngành Design Studies. Đây là năm nhất. Trời ơi. Rồi tới năm cuối nó làm gì? Dạ có các bạn năm cuối thì đã làm game luôn và có wow. Publish luôn. Wow. À, chị tới gần cái lỗ mũi á. Cái mũi? Dạ đúng rồi. Rồi ở đây nó có một cái nút. Ở đây mỗi lần chị ấn giữ cái nút đó vô cái lỗ mũi thì chị sẽ đi theo. Dạ. Thì cái lỗ mũi nó sẽ nâng chị lên. Xong chị ấn cái nút ở bên dưới này nè. Dưới. Để giữ cái mũi. À, xong thì ngắt. Đúng cái mũi. Đang nâng chị lên. Dạ, nếu mà chị thả ra thì chị sẽ rớt xuống. Dạ, em cảm ơn. Wow, tuyệt vời quá. Nguyễn Thái Hoàng, well done. Bây giờ chúng mình sẽ đi đến thư viện. Đây là cái phần mà mình hào hứng, rất là hào hứng. Tại vì mình vốn là một con mọt thư viện. Kể cả học đại học hay là học thạc sĩ, mình cũng đều dính lấy cái không gian thư viện khá nhiều, khá lâu. Theo mình thư viện phải có hai không gian như mình đã nói đó, không gian chung và không gian riêng. Ở đây đã có rất là nhiều không gian chung rồi, bây giờ chúng mình sẽ xem là không gian riêng nó sẽ như thế nào nhá. Ok, bây giờ chúng mình sẽ vào đến thư viện. Và vào đến thư viện thì chúng mình sẽ phải nói nhỏ một chút nha các bạn. Mình có mic rồi cho nên là mình nói nhỏ thì các bạn cũng vẫn sẽ nghe thấy mình thôi. Đi. Ồ. Vào đến thư viện thì các bạn sẽ có một số cái đầu sách nổi bật ở đây, giống như là hiệu sách vậy đó. À đây là những cái cuốn sách mà mới có. Xem nào. Đẹp quá. Đây, mỗi thư viện thì người ta sẽ có một cái máy tính để người ta
cho mọi người tìm sách ở đây. Đây là cái cách đánh số mà giống như ở trường ngày xưa mình học ở bên Anh cũng đánh số như thế này. Là từng cái ngăn nào và cái cuốn sách từ số mấy đến số mấy người ta đều đánh số như này. Xem được những cái cuốn sách như này rất sướng. Những cuốn sách này thì ở Việt Nam rất là khó tìm mua. Bởi vậy cho nên khi mà vào thư viện được xem tất cả những cái cuốn sách này thì nó sẽ rất là tốt cho các bạn, để các bạn có cảm hứng và các bạn sáng tạo trong công việc của các bạn. Có rất là nhiều những cái dãy ghế dài, sau đó thì có những cái bàn lẻ lẻ ra để các bạn có thể học riêng. À, đây là phòng họp chung này. Ở đây nhiều đầu sách, nhiều đầu sách thật. Và tất cả sách đều là sách tiếng Anh hết. Các bạn học ở đây thì các bạn học tiếng Anh mà. Tất cả các cái ngành ở đây đều có cả. Và khi mà các bạn học một ngành ấy, thì các bạn sẽ không bị hạn chế bởi bất cứ một cái chủ đề sách nào cụ thể mà các bạn có thể tham khảo hết tất cả. Mình chưa thấy những cái bàn mà thực sự riêng tư giống như ý mình muốn. Để xem là có một cái góc nào mà các bạn có thể chui vào đây mà không ai thấy. Nếu là mình nhá, mình sẽ chui vào cái phòng này. Sau đấy, cái bàn yêu thích của mình nó sẽ nằm ở trong cái góc kia. Trong tí ở trong kia. Bây giờ thì chúng mình sẽ đi ra khỏi thư viện để không làm phiền đến tất cả mọi người. Ở trong này yên lặng lắm các bạn ơi. Mình là người duy nhất đang vừa đi vừa nói. Rất là ấn tượng đúng không? Để có một cái thư viện như thế này không phải ở đâu cũng có đâu. Nếu mà các bạn đang theo học RMIT thì mình mong là các bạn sẽ tận dụng thời gian, tận dụng cái cơ hội của mình khi mà mình còn đang học để sử dụng thư viện thật nhiều. Khi nào mà các bạn tốt nghiệp rồi giống như mình ấy thì sẽ không còn nhiều điều kiện để đi một cái chỗ nào mà các bạn có thể đọc nhiều sách như thế này nữa. Bởi vậy khi mà còn là sinh viên thì nên tận dụng cơ hội, tận dụng thời gian. Wow, nhìn cái chỗ này này, ra đây, đẹp quá. Cái chỗ này các bạn có thể nhìn ra ngoài. Nếu như mà mình không nhầm, đây là khu căng tin ở dưới này, mọi người đang ngồi ăn ở dưới này này. Thế nhưng mà thực sự nếu mà một khuôn viên như thế này, bốc cái khuôn viên này lên, bỏ sang một nước châu Âu thì chao ôi, thảm cỏ kia sẽ là bạt ngàn người ngồi. Ở dưới những cái chỗ ngoài trời như thế này sẽ là bạt ngàn người ngồi. Sinh viên sẽ ngồi la liệt ở đây suốt. Nó là cái vẻ đẹp của quãng đời sinh viên đó, các bạn biết không? Ngồi tụ tập với nhau, nói chuyện, học bài. Mình nghĩ là khi mà các bạn đi học thì các bạn sẽ nhiều khi không cảm thấy cái điều đó. Nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi khi mà quá nhiều bài tập và quá nhiều áp lực. Thế nhưng mà khi mà nó qua rồi, các bạn nghĩ lại, các bạn sẽ thấy cái vẻ đẹp của nó. Nhưng mà nó qua rồi, đâu thể quay lại được. Bởi vậy mình nghĩ là nếu mà các bạn còn cơ hội để có thể học được ở một trường đại học thì các bạn hãy tận hưởng thời gian của các bạn. Enjoy it while it lasts. Nó sẽ qua rất nhanh. Bây giờ thì chúng mình đang trên đường đi qua một nơi gọi là sport hall, tức là nơi mà các bạn chơi thể thao, sân thể thao. Không phải trường nào cũng có, tại vì rõ ràng rồi, nếu mà trường ở trong trung tâm quá thì làm sao mà có sân thể thao được. Đây, bây giờ chúng mình sẽ vào cái nơi gọi là sport hall. Ôi, nhìn cái chỗ này như kiểu cái gym ấy nhỉ, kiểu phòng gym ấy. Đến với sport hall. Wow, hiện đại quá. Tất cả những cái chỗ ngồi này khi mà cần mở ra sẽ mở ra giống như bên kia kìa các bạn. Quá hiện đại luôn. Các bạn biết mình nhớ đến gì không? Phim Mean Girls. Nó đó. Và đó là một tour ngắn mình dẫn các bạn đi xem khuôn viên của trường RMIT ở quận 7. Mình hy vọng là các bạn đã thích cái tour vừa rồi.
tất nhiên là mình không thể nào mà mình đi hết cả cái khuôn viên được, sẽ có những thứ mà mình không tới được. Thế nhưng mà mình hy vọng là nếu mà các bạn có điều kiện học ở đây thì các bạn sẽ có thể khám phá được hết tất cả những gì mà trường RMIT có. Hy vọng là các bạn đã thích video vừa rồi và hy vọng là các bạn đã có một cái gợi ý dành cho mình nếu mà các bạn luôn luôn tò mò là ở trường RMIT có những gì. Like video và đăng ký kênh nhé, tại vì mình sẽ quay lại với video mới vào thứ tư và chủ nhật hàng tuần. Và đừng quên follow mình ở trên Facebook cũng như là Instagram tại Giang ơi Vlog, mình sẽ để tên ở đây. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình và tạm biệt các bạn.